hơn 130 trái tim thương vong, Liban ngã quỵ trước đòn không kích đẫm máu. Cận cảnh thủ đô Liban tan hoang sau đợt không kích đẫm máu từ Israel, tòa nhà khổng lồ hóa tro. Ác mộng ở Beirut, Israel tấn công tàn bạo, xới từng mét đất, truy lùng người đặc biệt của Hezbollah. Thưa quý vị, một tòa nhà nhiều tầng tại thủ đô Beirut của Liban đã đổ sập sau một trong những cuộc không kích của Israel trong đêm ngày 10 tháng 10. Bộ Y tế Liban thông báo ít nhất 22 người chết và 117 người khác bị thương sau đợt tấn công của Israel trong đêm ngày 10 tháng 10. Đây là đợt tấn công chết chóc nhất từ khi Israel leo thang tấn công Hezbollah tại Liban vào tháng trước. CNN dẫn lời các nhân chứng cho biết họ đã nhìn thấy cả một tòa nhà đổ sập sau một trong những cuộc không kích tại trung tâm Beirut, nơi Israel được cho là chưa từng tấn công trước đây. Các nhân chứng nói rằng đây là tòa nhà dân cư và có cả những người được sơ tán đến gần đây. Một nguồn tin an ninh Liban tiết lộ rằng cuộc không kích của Israel làm sập một tòa nhà 4 tầng tại khu Thượng Basta, tại khu Anuari, tầng 3 của một tòa nhà khác bị trúng bom và lực lượng cấp cứu có mặt tại hiện trường để ứng cứu. Hezbollah và truyền thông Israel loan tin rằng thành viên cấp cao Wafi Safa của tổ chức là mục tiêu của đợt không kích nặng nề tại trung tâm Beirut trong đêm. Sau một nguồn tin từ Hezbollah thông báo, ông Safa vẫn còn sống sót sau cuộc tấn công. Ông này là quan chức chính trị, chỉ huy đơn vị liên lạc của Hezbollah, quản lý công tác trong nước và quốc tế. Sau khi hàng loạt quan chức cấp cao của Hezbollah thiệt mạng trong các cuộc tấn công gần đây, gồm thủ lĩnh Hassan Nasrallah, ông Safa là một trong số ít nhân vật cấp cao còn sống sót của tổ chức. Israel chưa thông tin gì về đợt tấn công. Trước đó, quân đội Israel phát cảnh báo sơ tán tại các khu miền Nam Beirut, gồm tại một số tòa nhà cụ thể. Israel cảnh báo dân thường không nên quay về nhà ở miền Nam Liban để tránh bị ảnh hưởng bởi chiến sự. Trước đó, lực lượng phòng vệ Israel hôm 10 tháng 10 thông báo, trong vòng 24 giờ trước đã thực hiện hơn 110 cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở Liban, tấn công vào cơ sở hạ tầng trên và dưới mặt đất. Theo tờ The Times of Israel, lực lượng phòng vệ Israel nói rằng lực lượng bộ binh ở miền Nam Liban đã đụng độ và hạ nhiều thành viên Hezbollah với sự hỗ trợ của lực lượng không quân. Cũng theo lực lượng phòng vệ Israel, các chiến đấu cơ Israel đã tấn công và giết chết hai chỉ huy Hezbollah ở miền Nam Liban trong cuộc tấn công hôm 9 tháng 10. Trong cuộc điện đàm hôm 9 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã thảo luận về các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Hezbollah. Theo hãng AFP, dẫn thông báo từ Nhà Trắng, ông Biden tái khẳng định quyền tự vệ của Israel trước các cuộc tấn công bằng rocket của Hezbollah, nhưng nhấn mạnh cần phải giảm thiểu thiệt hại cho dân thường ở Liban. Thông báo về cuộc điện đàm không đề cập trực tiếp đến khả năng trả đũa đối với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel tối ngày 1 tháng 10, nhưng cho hay ông Biden đã lên án cuộc tấn công đó và cam kết luôn ủng hộ Israel. Nhà lãnh đạo đã đồng ý duy trì liên lạc chặt chẽ trong những ngày tới, theo Nhà Trắng. Hôm 9 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố cuộc tấn công của Israel vào Iran sẽ đầy chết chóc, chính xác và bất ngờ. Cũng trong ngày 9 tháng 10, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng Israel cần khẩn trương giải quyết tình trạng thảm khốc với dân thường ở dải Gaza và ngừng làm gia tăng đau khổ bằng cách ngăn cản viện trợ. Trước đó, Reuters đưa tin nguồn cung cấp thực phẩm cho Gaza đã giảm mạnh trong những tuần gần đây do Israel đưa ra quy định hải quan mới đối với một số hàng viện trợ nhân đạo và đang giảm bớt quy mô giao hàng do các doanh nghiệp tổ chức. Đáp lại, đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Dannen nói Israel không áp đặt hạn chế nào đối với viện trợ quân sự. Trên thực tế, 82% các yêu cầu phối hợp nhân đạo đã được phê duyệt và thực hiện. Thông tin. Thưa quý vị, giới chức Liban cho biết ít nhất 22 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của quân đội Israel vào trung tâm thủ đô Beirut tối ngày 10 tháng 10, đánh dấu đòn tập kích đẫm máu nhất của Israel vào thủ đô của quốc gia láng giềng kể từ đầu chiến sự. Theo Bộ Y tế Liban, ngoài 22 người được xác nhận thiệt mạng, có ít nhất 117 người bị thương trong cuộc không kích của Israel. Trong đó, có nhiều trường hợp nguy kịch. Tuy nhiên, thông báo của Bộ Y tế Liban không cho biết có bao nhiêu dân thường nằm trong số những người thiệt mạng và bị thương trong cuộc tấn công. Trong khi đó, truyền thông khu vực đánh giá cuộc tập kích tối ngày 10 tháng 10 là đợt không kích đẫm máu nhất của quân đội Israel vào trung tâm thủ đô Beirut của Liban kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch tấn công mũi tên phương Bắc vào quốc gia láng giềng sáng sớm ngày 23 tháng 9, cũng như kể từ đầu đợt giao tranh xuyên biên giới giữa quân đội Israel và phong trào Hezbollah cách đây hơn một năm. Về phần mình,
Lực lượng phòng vệ Israel cho biết, cuộc không kích vào nội đô Beirut tối ngày 10 tháng 10 là nhằm tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của Hezbollah với tên gọi Wafid Safa. Tuy nhiên, hiệu quả của đòn tập kích chưa được khẳng định và nhiều khả năng quan chức Hezbollah vẫn còn sống sót. Bên cạnh đó, lực lượng phòng vệ Israel cũng xác nhận, lực lượng Hezbollah hôm qua tiếp tục mở nhiều cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái vào khu vực phía bắc Israel. Cuộc tập kích dữ dội nhất diễn ra vào chiều ngày 10 tháng 10 với khoảng 50 quả tên lửa được phóng đi từ phía nam Liban, hướng vào các khu vực Agre, Nahariza cùng một số thị trấn ở Tây Garire nhưng không gây thương vong. Thưa quý vị, lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 9 tháng 10 tuyên bố đã hạ sát Edham Jahoud, đặc vụ Hezbollah tại Syria, sau cuộc không kích cùng ngày vào khu vực Kunejaz tại tây nam Syria, gần cao nguyên Golan do Tel Aviv kiểm soát. Đây là một trong những lần hiếm hoi Israel công khai xác nhận tấn công mục tiêu tại Syria, dù đã nhiều lần không kích lãnh thổ nước láng giềng trong những năm qua. IDF nói rằng Jahoud là người trung gian, có nhiệm vụ chuyển thông tin từ các quan chức trong chính phủ Syria cho lực lượng Hezbollah, cũng như tập hợp dữ liệu thu được ở khu vực biên giới để phục vụ các cuộc tập kích vào cao nguyên Golan. Hezbollah và chính phủ Syria chưa bình luận về thông tin, trong khi truyền thông Syria cho biết tập kích của Israel đã khiến một cảnh sát thiệt mạng. Hãng thông tấn Sana sau đó nói rằng Israel tiếp tục tấn công khu công nghiệp ở thị trấn Hassia, cách thành phố thủ phủ của tỉnh miền trung Homs khoảng 30 km về phía nam. Thông tin sơ bộ cho thấy đòn tập kích nhắm vào một nhà máy sản xuất ô tô và gây ra thiệt hại vật chất. Quản lý khu công nghiệp cho biết Israel còn nhắm mục tiêu cả các phương tiện chở vật tư y tế và hàng cứu trợ gây ra đám cháy lớn. Giới chức Syria hôm 8 tháng 10 cũng cáo buộc Israel cũng tấn công khu vực Maze ở thủ đô Damascus khiến 7 dân thường thiệt mạng. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria SOHR có trụ sở tại Anh nói rằng đòn tập kích nhắm vào tòa nhà được vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC và Hezbollah sử dụng. Quân đội Israel từng thực hiện hàng trăm đợt không kích nhằm vào Syria từ khi chiến sự tại quốc gia Trung Đông bùng phát năm 2011. Các vụ tập kích chủ yếu nhắm vào những nhóm dân quân thân Iran, trong đó có Hezbollah, song đôi khi họ cũng tấn công vị trí quân chính phủ Syria. Giới chức Israel hiếm khi lên tiếng về các đòn tập kích ở Syria, nhưng từng nhiều lần tuyên bố không để kẻ địch không đội trời chung Iran tăng cường hiện diện tại nước này. Tần suất các vụ không kích nhằm vào Syria của quân đội Israel tăng từ khi xung đột giải Gaza bùng phát vào đầu tháng 10 năm 2023. Israel từng áp dụng chiến thuật cảnh cáo khi tấn công mục tiêu ở Syria, song gần đây chuyển sang các đòn đánh trực diện gây thương vong lớn hơn. Bộ trưởng Năng lượng Israel Eli Cohen cho biết, lực lượng phòng vệ Israel đã giành quyền kiểm soát làng Maroun Andras ở miền nam Liban. Ông Cohen tuyên bố các thành viên can đảm của lực lượng phòng vệ Israel đã kiểm soát làng Maroun Andras, phá hủy những cơ sở được Hezbollah dùng để phóng tên lửa chống lại người dân Israel. Quân đội Israel sẽ truy quét mọi địa điểm mà đối thủ dùng để đe dọa người dân của chúng ta. Những hình ảnh được truyền thông Israel công bố sau đó cho thấy các thành viên lực lượng phòng vệ Israel đã cắm cờ Israel tại một công viên ở phía nam Maroun Andras. Trong một diễn biến đáng chú ý, lực lượng Hezbollah tại Liban vừa cho biết các thành viên của lực lượng này đã ngăn chặn hai động thái của quân đội Israel nhắm vào miền nam Liban trong bối cảnh Israel tăng cường tấn công trên bộ nhằm vào khu vực này. Tuyên bố của Hezbollah nêu rõ các thành viên Hezbollah đã kích nổ một thiết bị nổ nhắm vào các lực lượng Israel và giao tranh với các lực lượng tìm cách vào thị trấn biên giới Blida ở đông nam Liban. Một tuyên bố khác nêu rõ các thành viên của Hezbollah đã nhắm mục tiêu vào binh lính Israel bằng pháo kích và súng phóng lựu khi lực lượng này tìm cách tiến về khu vực biên giới Labone vào sáng sớm ngày 9 tháng 10. Khu vực này là nơi có lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đang đóng quân. Hezbollah cho biết họ đã ngăn chặn một số động thái tương tự như vậy kể từ khi quân đội Israel tiến hành các hoạt động quân sự trên bộ tại Liban vào ngày 30 tháng 9 vừa qua. Bộ Quốc phòng Iran mới đây dẫn lời Thiếu tướng Ebrahim Jabari, cố vấn của chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, tuyên bố các máy bay chiến đấu F-35 của Israel đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công tên lửa gần đây. Tướng Jabari cho hay, trong chiến dịch này, tên lửa của Iran đã tấn công các cơ sở quân sự quan trọng và nhà chứa máy bay chiến đấu F-35 của Israel, phá hủy một số lượng lớn các máy bay chiến đấu này. Đây chỉ là một phần nhỏ trong năng lực phòng thủ của lực lượng vũ trang Iran. Mỹ và Israel đã sử dụng tất cả các loại vũ khí mới nhất của họ để đối đầu với Iran trong chiến dịch True Promise 2. Nhưng, xét về mặt quân sự và tình báo, họ đã mất cảnh giác trước sự bất ngờ của chiến dịch.
Iran gọi cuộc tấn công bằng tên lửa gần đây vào Israel là chiến dịch True Promise 2, một phần mở rộng của chiến dịch True Promise 1, một cuộc tấn công của Iran và Israel hồi tháng 4 để đáp trả vụ Israel pháo kích vào lãnh sự quán của Iran tại Damascus, Syria. Trước đó, hãng thông tấn Safa NA của Iran đưa tin hơn 20 máy bay F-35 của không quân Israel đã bị bắn trúng của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào Israel. Thưa quý vị, giới chức Liban cho biết ít nhất 22 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của quân đội Israel vào trung tâm thủ đô Beirut tối ngày 10 tháng 10, đánh dấu đòn tập kích đẫm máu nhất của Israel vào thủ đô của quốc gia láng giềng kể từ đầu chiến sự. Theo Bộ Y tế Liban, ngoài 22 người được xác nhận thiệt mạng, có ít nhất 117 người bị thương trong cuộc không kích của Israel, trong đó có nhiều trường hợp nguy kịch. Tuy nhiên, thông báo của Bộ Y tế Liban không cho biết có bao nhiêu dân thường nằm trong số những người thiệt mạng và bị thương trong cuộc tấn công. Trong khi đó, truyền thông khu vực đánh giá cuộc tập kích tối ngày 10 tháng 10 là đợt không kích đẫm máu nhất của quân đội Israel vào trung tâm thủ đô Beirut của Liban kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch tấn công mũi tên phương Bắc vào quốc gia láng giềng sáng sớm ngày 23 tháng 9, cũng như kể từ đầu đợt giao tranh xuyên biên giới giữa quân đội Israel và phong trào Hezbollah cách đây hơn một năm. Về phần mình, lực lượng phòng vệ Israel cho biết cuộc không kích vào nội đô Beirut tối ngày 10 tháng 10 là nhằm tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của Hezbollah với tên gọi Wafid Safa. Tuy nhiên, hiệu quả của đòn tập kích chưa được khẳng định và nhiều khả năng quan chức Hezbollah vẫn còn sống sót. Bên cạnh đó, lực lượng phòng vệ Israel cũng xác nhận lực lượng Hezbollah hôm qua tiếp tục mở nhiều cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái vào khu vực phía bắc Israel. Cuộc tập kích dữ dội nhất diễn ra vào chiều ngày 10 tháng 10 với khoảng 50 quả tên lửa được phóng đi từ phía nam Liban hướng vào các khu vực Agre, Nahariza cùng một số thị trấn ở Tây Garire nhưng không gây thương vong. Thưa quý vị, lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 9 tháng 10 tuyên bố đã hạ sát Edham Jahoud, đặc vụ Hezbollah tại Syria, sau cuộc không kích cùng ngày vào khu vực Kunejaz tại tây nam Syria, gần cao nguyên Golan do Tel Aviv kiểm soát. Đây là một trong những lần hiếm hoi Israel công khai xác nhận tấn công mục tiêu tại Syria, dù đã nhiều lần không kích lãnh thổ nước láng giềng trong những năm qua. IDF nói rằng Jahoud là người trung gian, có nhiệm vụ chuyển thông tin từ các quan chức trong chính phủ Syria cho lực lượng Hezbollah, cũng như tập hợp dữ liệu thu được ở khu vực biên giới để phục vụ các cuộc tập kích vào cao nguyên Golan. Hezbollah và chính phủ Syria chưa bình luận về thông tin, trong khi truyền thông Syria cho biết tập kích của Israel đã khiến một cảnh sát thiệt mạng. Hãng thông tấn Sana sau đó nói rằng Israel tiếp tục tấn công khu công nghiệp ở thị trấn Hasia, cách thành phố thủ phủ của tỉnh miền trung Homs khoảng 30 km về phía nam. Thông tin sơ bộ cho thấy đòn tập kích nhắm vào một nhà máy sản xuất ô tô và gây ra thiệt hại vật chất. Quản lý khu công nghiệp cho biết Israel còn nhắm mục tiêu cả các phương tiện chở vật tư y tế và hàng cứu trợ gây ra đám cháy lớn. Giới chức Syria hôm 8 tháng 10 cũng cáo buộc Israel cũng tấn công khu vực Maze ở thủ đô Damascus khiến 7 dân thường thiệt mạng. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria SOHR có trụ sở tại Anh nói rằng đòn tập kích nhắm vào tòa nhà được vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC và Hezbollah sử dụng. Quân đội Israel từng thực hiện hàng trăm đợt không kích nhằm vào Syria từ khi chiến sự tại quốc gia Trung Đông bùng phát năm 2011. Các vụ tập kích chủ yếu nhắm vào những nhóm dân quân thân Iran, trong đó có Hezbollah, song đôi khi họ cũng tấn công vị trí quân chính phủ Syria. Giới chức Israel hiếm khi lên tiếng về các đòn tập kích ở Syria, nhưng từng nhiều lần tuyên bố không để kẻ địch không đội trời chung Iran tăng cường hiện diện tại nước này. Tần suất các vụ không kích nhằm vào Syria của quân đội Israel tăng từ khi xung đột giải Gaza bùng phát vào đầu tháng 10 năm 2023. Israel từng áp dụng chiến thuật cảnh cáo khi tấn công mục tiêu ở Syria, song gần đây chuyển sang các đòn đánh trực diện gây thương vong lớn hơn. Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố Hezbollah đã bị tàn tạ và tan vỡ vì cái chết của thủ lĩnh Nasrallah và các trận không kích liên tục. Bộ trưởng Quốc phòng Joab Gallant phát biểu trong cuộc họp với Bộ Tư lệnh miền Bắc của lực lượng phòng vệ Israel IDF hôm 8 tháng 10, Hezbollah đang trong tình trạng tàn tạ và tan vỡ, không còn năng lực chỉ huy và hỏa lực đáng kể. Ban lãnh đạo của tổ chức này đã tan rã sau khi Hassan Nasrallah bị loại bỏ. Bộ trưởng Gallant nhận định Hezbollah không còn người ra quyết định và năng lực tác chiến của nhóm đã suy giảm, cho rằng kho vũ khí khổng lồ của nhóm vũ trang Liban hiện tại còn thua kém tổ chức Hamas ở dải Gaza. Ông Gallant nói, dường như đề cập tới giáo sĩ Hassem Safieddine, người có khả năng cao trở thành lãnh đạo Hezbollah.
Hezbollah không còn đầu não sau cái chết của Nasrallah. Người thay thế ông ấy có lẽ cũng đã bị loại bỏ và toàn bộ gian chỉ huy cấp cao đã bị xóa sổ. Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên IDF cùng ngày cho biết, quân đội Israel vẫn xem xét kết quả của trận không kích tuần trước nhằm vào vị trí mà ông Saif al-Din có thể có mặt. Ông cho biết thêm, chúng tôi đã tấn công cơ sở tình báo của Hezbollah ở Beirut, chỉ huy đơn vị tình báo Hezbollah là Abu Abdullah Motada có mặt tại đây cùng ông Saif al-Din. Chúng tôi đang xem xét kết quả của trận không kích. Hezbollah đang cố che giấu thông tin chi tiết. Phó thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem ngày 8 tháng 10 tuyên bố cơ cấu lãnh đạo của nhóm tổ chức chặt chẽ và họ đã vượt qua những đòn đau đớn sau loạt vụ không kích khiến nhiều chỉ huy, lãnh đạo cấp cao thiệt mạng. Ông Qassem tuyên bố năng lực tác chiến của Hezbollah vẫn còn nguyên vẹn, hàng trăm quả rocket cùng hàng chục thiết bị bay không người lái drone vẫn tấn công các khu định cư và thành phố của Israel. Năng lực tác chiến của chúng tôi vẫn ổn, ông nói. IDF cho biết Hezbollah hôm 8 tháng 10 phóng khoảng 180 quả rocket vào miền Bắc Israel, trong đó hơn 100 quả nhằm vào thành phố Haifa trong khoảng nửa giờ. Hezbollah cảnh báo sẽ tăng cường độ tập kích Israel, trong đó có thành phố cảng Haifa. Nếu IDF tiếp tục tấn công Liban, giao tranh qua biên giới giữa Hezbollah và Israel bùng phát từ tháng 10 năm 2023, nhóm vũ trang tại Liban tuyên bố đây là hành động ủng hộ đồng minh Hamas tại giải Gaza. Israel đẩy mạnh không kích các vị trí của Hezbollah từ cuối tháng 9 và phát động chiến dịch trên bộ vào miền nam Liban cuối tuần trước. Chiến sự đã khiến hơn 1.400 người chết tại Liban và buộc hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Ít nhất 8 binh sĩ Israel đã thiệt mạng ở miền nam Liban. 24 giờ mới nhất, thưa quý vị, Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố nước này đã tiêu diệt hàng nghìn chiến binh Hezbollah, bao gồm cả thủ lĩnh Hassan Nasrallah và cả những người có thể thay thế ông này. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 8 tháng 10 cho hay các cuộc không kích của nước này đã hạ sát hai người có khả năng kế nhiệm thủ lĩnh Hezbollah, Hassan Nasrallah. Tuyên bố được đưa ra trong bài phát biểu qua video gửi tới người dân Liban, đăng tải trên mạng xã hội X. Ông Netanyahu cho biết, chúng tôi đã làm suy yếu năng lực của Hezbollah. Chúng tôi đã tiêu diệt hàng nghìn chiến binh, bao gồm cả thủ lĩnh Hassan Nasrallah, người thay thế ông ta, và cả người thay thế cho người thay thế. Thủ tướng Israel cũng gửi thông điệp tới người dân Liban. Các bạn có cơ hội cứu Liban trước khi rơi vào vực thẳm của một cuộc chiến tranh kéo dài, dẫn đến sự hủy diệt và đau khổ như chúng ta thấy ở Gaza. Không nhất thiết phải như vậy. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, Hashem Saif al-Din, người được kỳ vọng sẽ kế nhiệm thủ lĩnh Nasrallah, có thể đã bị loại bỏ. Ông Gallant nói, Hezbollah không còn đầu não sau khi ông Nasrallah thiệt mạng. Người thay thế ông ấy có lẽ cũng đã bị loại bỏ và toàn bộ gian chỉ huy cấp cao đã bị xóa sổ. Ông Gallant nhận định, Hezbollah không còn người ra quyết định và năng lực tác chiến của nhóm đã suy giảm, cho rằng kho vũ khí khổng lồ của nhóm vũ trang Liban hiện tại còn thua kém tổ chức Hamas ở giải Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhấn mạnh, Hezbollah đang trong tình trạng tàn tạ và tan vỡ, không còn năng lực chỉ huy và hỏa lực đáng kể. Ba lãnh đạo của tổ chức này đã tan rã sau khi Hassan Nasrallah bị loại bỏ. Theo người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari, Israel cho biết, Israel biết tin Saif al-Din đang ở trong trụ sở tình báo của Hezbollah. Khi máy bay chiến đấu của Israel không kích Liban vào tuần trước, Israel hiện đang kiểm tra tình trạng của Saif al-Din và sẽ công bố khi có thông tin chính xác. Quân đội Israel ngày 8 tháng 10 cho biết các cuộc không kích dữ dội nhằm vào các cơ sở ngầm của Hezbollah ở miền nam Liban trong 24 giờ trước đó đã làm ít nhất 50 chiến binh thiệt mạng, bao gồm 6 chỉ huy khu vực và các quan chức khu vực. Ngày 8 tháng 10, quân đội Israel tuyên bố triển khai sư đoàn thứ tư tới miền nam Liban trong nỗ lực mở rộng chiến dịch quân sự chống lại lực lượng Hezbollah. Trên kênh Telegram, quân đội Israel cho biết sư đoàn 146 đã bắt đầu các hoạt động tác chiến có giới hạn, cục bộ và có mục tiêu nhằm vào các mục tiêu và cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở phía tây nam Liban. Trước đây, sư đoàn này đã tham chiến ở giải Gaza và bờ Tây. Tuyên bố của quân đội Israel không nêu rõ có bao nhiêu binh lính Israel đang hiện diện trên lãnh thổ Liban. Tuy nhiên, quân đội Israel trước đó thông báo ba sư đoàn khác đã được triển khai hoạt động, đồng nghĩa với việc hàng nghìn binh lính Israel có thể đang chiến đấu ở Liban. Theo trang tin Times of Israel, con số này có thể lên tới hơn 15.000 người. Quân đội Israel ngày 1 tháng 10 tuyên bố lực lượng bộ binh đã tiến vào Liban, ban đầu là các đơn vị biệt kích, sau đó là các đơn vị thiết giáp và bộ binh thông thường. Các hoạt động quân sự của Israel ban đầu tập trung ở phía nam và đông nam Liban, hiện đã mở rộng về phía tây nam. Israel đã mở chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu Hezbollah bên trong lãnh thổ Liban. Israel tiến hành song song chiến dịch không kích với chiến dịch tấn công trên bộ.
Trong một video đang được lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng Israel đã kéo cờ Israel trên đống đổ nát của công viên Iran Garden ở vùng ngoại ô phía nam làng biên giới Marun Anras của Liban. Vào rạng sáng ngày 8 tháng 10, quân đội Israel tuyên bố đã kiểm soát được một khu liên hợp chiến đấu của Hezbollah ở khu vực Marun Anras. Đến nay, mục tiêu chính trong chiến dịch tấn công của Israel nhằm vào Hezbollah là cho phép tất cả người dân miền Bắc trở về nhà sau hơn một năm. Chiến dịch này bắt đầu vào tháng trước và đã mở rộng thành một cuộc tấn công trên bộ trong vài ngày qua. Các cuộc tấn công tăng cường gần 3 tuần qua khiến gần 2.000 người ở Liban thiệt mạng, 8.000 người bị thương. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 8 tháng 10 đã cảnh báo người dân Liban rằng họ có thể phải đối mặt với sự hủy diệt và đau khổ giống như người Palestine ở Gaza bị chiến tranh tàn phá nếu họ không giải phóng đất nước khỏi Hezbollah. Trong bài phát biểu hướng tới người dân Liban, Thủ tướng Netanyahu cho rằng các bạn có cơ hội cứu Liban trước khi đất nước này rơi vào vực thẳm của một cuộc chiến tranh kéo dài, sẽ dẫn đến sự hủy diệt và đau khổ như chúng ta thấy ở Gaza. Tôi nói với các bạn, những người dân Liban, hãy giải phóng đất nước của các bạn khỏi Hezbollah để cuộc chiến này có thể chấm dứt. Hezbollah, lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Liban, bắt đầu bắn đạn dược vào miền Bắc Israel một ngày sau khi Hamas tiến hành tấn công miền Nam Israel ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Kể từ thời điểm đó, khoảng 60.000 dân thường đã sơ tán khỏi các thị trấn, làng mạc gần biên giới. Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 8 tháng 10, phó lãnh đạo Hezbollah Naim Qassem khẳng định năng lực của Hezbollah vẫn còn nguyên vẹn và các chiến binh của họ đang đẩy lùi hoạt động trên bộ của Israel bất chấp những đòn đau đớn do Israel gây ra trong những tuần gần đây. Phó lãnh đạo Hezbollah nhấn mạnh cuộc chiến hiện nay với Israel là cuộc chiến ai đổ lệ trước và Hezbollah chắc chắn sẽ không đổ lệ trước. Ông cũng cho biết, các lãnh đạo cao nhất của Hezbollah chỉ đạo cuộc chiến và các chỉ huy bị Israel hạ sát đã được thay thế, không có chức vụ nào trống, ông Qassem nói. Hezbollah trước đó tuyên bố rằng họ sẽ chỉ ngừng các cuộc tấn công vào Israel sau khi Tel Aviv đạt được các lệnh ngừng bắn với Hamas ở Gaza. Tuy nhiên, Israel nhấn mạnh rằng Hezbollah phải tách xung đột với Israel khỏi cuộc chiến đang diễn ra với Hamas ở dải Gaza. Trong khuôn khổ tấn công mở rộng khắp miền Nam Liban ngày 7 tháng 10, quân đội Israel cho biết họ đã tấn công hơn 120 mục tiêu Hezbollah trong 60 phút. Quân đội Israel ngày 7 tháng 10 tuyên bố lực lượng không quân IAF đã tiến hành một chiến dịch trên không rộng khắp và tấn công hơn 120 mục tiêu Hezbollah ở miền Nam Liban trong vòng 1 giờ. Quân đội Israel cho biết thêm các mục tiêu này thuộc lực lượng Radwan, một đơn vị biệt kích tình nhuệ của Hezbollah cùng nhiều đơn vị khác. Theo quân đội Israel, đây là hành động đáp trả Hezbollah khi lực lượng này trước đó bắn khoảng 135 quả đạn vào Israel vào ngày 7 tháng 10. Quân đội Israel cho biết hệ thống phòng không cũng đã đánh chặn được một tên lửa bắn từ Yemen. Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố nhắm mục tiêu vào quân đội Israel tại hai ngôi làng biên giới phía nam Liban. Theo tuyên bố của Hezbollah, ngày 7 tháng 10, thành viên của nhóm này đã tấn công lực lượng Israel ở Marun Anras bằng một loạt rocket. Hezbollah xác nhận một số cuộc đụng độ ở khu vực Marun Anras trong vài ngày qua, kể từ khi Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công trên bộ có mục tiêu ở miền nam Liban. Trong khi đó, nguồn tin của Tân Hoa Xã cho biết lực lượng bộ binh Israel đã tiến vào làng biên giới Marun Anras của Liban trong ngày 7 tháng 10. Ước tính có khoảng 50 binh lính Israel tiến đến Marun Anras. Các nguồn tin lưu ý rằng hàng chục xe tăng của Israel đã được nhìn thấy tập trung gần đường biên giới với Liban, trong khi được máy bay không người lái và máy bay chiến đấu bảo vệ. Các nguồn tin của Tân Hoa Xã cho biết quân đội Israel đã mở đường cho một cuộc tấn công bằng pháo kích và các cuộc không kích dữ dội nhằm vào hàng chục thị trấn và làng mạc dọc biên giới phía nam Liban. Cũng theo các nguồn tin này, khi các lực lượng Israel cố gắng tiến vào phía Liban tại nhiều địa điểm bao gồm Yarun, Anman al-Sab, Al-Wazani, Kraf Fashuba, lực lượng Hezbollah đối đầu với họ và bắn rocket vào các khu vực mà lực lượng Israel đang tập trung dọc biên giới. Trong diễn biến mới nhất, quân đội Israel ngày 7 tháng 10 thông báo họ sẽ mở rộng hoạt động chống lại Hezbollah từ ranh giới sông Awali về phía nam. Cảnh báo mọi người tránh xa bờ biển Liban. Cảnh báo này áp dụng cho cung đường dài gần 60 km dọc theo địa Trung Hải. Cùng ngày 7 tháng 10, một chỉ huy cấp cao của lực lượng Hamas thừa nhận rằng vài ngàn thành viên của lực lượng này và các nhóm kháng chiến khác đã tử vong. Ngay từ khi cuộc xung đột ở dải Gaza bùng phát, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thề sẽ đè bẹp Hamas. Không chỉ vậy, ông Netanyahu cũng cam kết sẽ đưa ra những con tin vẫn bị giam giữ ở dải Gaza về nhà. Cuối tháng trước, Israel đã chuyển trọng tâm về phía Bắc hướng tới Hezbollah với các cuộc không kích tăng cường ở Liban và kể từ tuần trước đã tiến hành các cuộc đột kích trên bộ có mục tiêu. Ông Netanyahu khẳng định mục tiêu là đảm bảo hàng chục ngàn người Israel buộc phải chạy khỏi hỏa lực của Hezbollah có thể trở về nhà an toàn.
Chính phủ Israel tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự chống lại Hezbollah và các nhóm thù địch khác, khẳng định quyết tâm bảo vệ an ninh và công dân của mình. Các chuyên gia nhận định tình trạng thù địch giữa Israel và Hezbollah đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn kể từ sau cuộc xung đột giữa Israel và Hamas năm 2023. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine khẳng định việc đàm phán lệnh ngừng bắn với Nga không được đưa ra thảo luận với các đồng minh châu Âu. Cụ thể ra sao? Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Theo AFP, trong chuyến công du chớp nhoáng tới 4 thủ đô của châu Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết việc đàm phán lệnh ngừng bắn với Nga không được đưa ra thảo luận với các đồng minh châu Âu và kêu gọi phương Tây hỗ trợ Kiev nhiều hơn trước một mùa đông khắc nghiệt. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang thúc đẩy sự hỗ trợ về quân sự và tài chính trong chuyến đi kéo dài 48 giờ. Tới London, Paris, Rome và Berlin, trong bối cảnh có nhiều lo ngại sự ủng hộ của các đồng minh sẽ giảm sút nếu ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới, phát biểu với các phóng viên sau cuộc hội đàm với Tổng thống Emmanuel Macron tại Paris, Pháp. Ông Zelensky phủ nhận thông tin của giới truyền thông rằng đang thảo luận về các điều khoản ngừng bắn ở Nga. Tổng thống Ukraine tuyên bố, đây không phải là chủ đề thảo luận của chúng tôi, đồng thời bác bỏ bất kỳ kế hoạch hòa bình nào liên quan đến việc nhượng bộ một phần lãnh thổ cho Nga, với lý do Moscow trước tiên phải rút toàn bộ quân khỏi Ukraine. Ông Zelensky cũng cho biết đã cùng Tổng thống Macron thảo luận về kế hoạch chiến thắng của Kiev để đánh bại Nga, bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng thống Pháp vì tất cả sự ủng hộ. Trước mùa đông, chúng tôi cần sự ủng hộ của các bạn. Ông nói thêm và thừa nhận tình hình khó khăn ở phía đông và thiếu hụt lớn về một số trang thiết bị. Trong khi đó, Tổng thống Macron tái khẳng định sự ủng hộ của Pháp đối với Ukraine và cho biết hai bên đã thảo luận về chiến lược cho những tuần và tháng tới. Ukraine đang phải đối mặt với mùa đông khắc nghiệt nhất kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, khi Nga tiến hành các cuộc tấn công vào lưới điện của nước này và tiến quân trên khắp tiền tuyến phía đông. Tổng thống Zelensky đến Paris từ London, Anh, nơi ông đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Keir Starmer và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte. Phát biểu sau cuộc họp tại số 10 phố Downing, Tổng thống Zelensky cho biết đã vạch ra chi tiết về kế hoạch chiến thắng, đồng thời nói thêm rằng kế hoạch này nhằm tạo ra các điều kiện phù hợp để chấm dứt chiến tranh một cách công bằng. Thủ tướng Anh Starmer nhận định, cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo là cơ hội để xem xét kế hoạch chi tiết hơn. Tổng thống Ukraine khẳng định Kiev rất cần thêm viện trợ để chống trả sau khi Nga chiếm hàng chục thị trấn và làng mạc nhỏ ở phía đông nước này. Ông cũng đang thúc giục việc được sử dụng vũ khí tầm xa do các đồng minh cung cấp, trong đó có tên lửa Storm Shadow của Anh, để tấn công các mục tiêu quân sự sâu bên trong nước Nga. Washington và London đã trì hoãn việc phê duyệt vì lo ngại điều này có thể kéo các đồng minh NATO vào cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Người phát ngôn của Tổng thư ký NATO cho biết chưa từng có cuộc chiến nào giành chiến thắng chỉ bằng một loại vũ khí, do đó các cuộc đàm phán tập trung vào phạm vi hỗ trợ cho Ukraine. Viện Kiel có trụ sở tại Đức đã cảnh báo rằng viện trợ quân sự và tài chính của phương Tây cho Kiev có thể giảm một nửa xuống còn khoảng 29 tỷ euro, 31 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 nếu ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Thưa quý vị, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết bước đầu tiên trong kế hoạch chiến thắng của ông là Ukraine được mời gia nhập NATO từ các quốc gia thành viên liên minh. Tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Croatia Andrei Plenković ngày 9 tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa đề cập đến kế hoạch chiến thắng của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Tổng thống Zelensky nói, bước đầu tiên của kế hoạch tập trung vào việc liệu vấn đề bất ổn địa chính trị ở châu Âu có được giải quyết hay không, liệu Ukraine có giành được một ghế trong NATO hay không. Nếu điều đó xảy ra, Nga sẽ bị coi là thua về mặt trận chính trị. Ông lưu ý thêm, Nga phải thừa nhận rằng châu Âu có biên giới và các quốc gia độc lập, mọi người đều có quyền tự chọn tương lai của mình. Sự thật là việc Nga chấp nhận thực tế này chỉ có thể bắt đầu việc nhận ra rằng Ukraine sẽ không bao giờ bị khuất phục, sẽ không có hòa bình nếu không có sự chắc chắn về địa chính trị. Ông Zelensky tiết lộ bước 1 của kế hoạch chiến thắng rằng, chúng tôi muốn thực hiện bước đầu tiên, một lời mời gia nhập liên minh không phải là tư cách thành viên NATO. Đúng, tốt hơn là nên trở thành thành viên NATO. Nhưng chúng tôi đang nói về việc củng cố vị thế của Ukraine lúc này, chứ không phải sau cuộc xung đột. Theo ông Zelensky, Kiev hiểu rằng có những quốc gia còn hoài nghi về vấn đề Ukraine gia nhập NATO. Chúng tôi hiểu họ, đó là lý do tại sao chúng tôi đang nói về lời mời. Vì vậy, tôi thực sự không muốn có một đánh giá bằng ngoại giao từ các quốc gia thành viên, mà là một sự phản hồi thực sự để các quốc gia ủng hộ đề xuất của chúng tôi. Lời mời là một phần của những đề xuất gia nhập.
Ông cũng cho biết ông nhìn thấy cơ hội trong những tháng tới để đặt điều kiện tiên quyết chấm dứt xung đột Nga-Ukraine vào năm 2025, theo những điều khoản có thể chấp nhận. Ông nhấn mạnh điều này đòi hỏi những quyết định táo bạo của các đồng minh có ảnh hưởng nhất của Ukraine. Tổng thống Zelensky gần đây đã đưa ra kế hoạch chiến thắng, gồm 4 điểm chính liên quan đến tăng khả năng phòng vệ của Ukraine và một kế hoạch mà Kiev cần thực hiện hậu chiến sự. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, việc triển khai kế hoạch chiến thắng đòi hỏi quyết định nhanh chóng từ các đối tác và thời gian thực hiện từ tháng 10 đến tháng 12. Ông Zelensky đã trình bày kế hoạch này với Tổng thống Mỹ Joe Biden và dự kiến tiếp tục chia sẻ với các lãnh đạo quốc tế khác. Ông tin nếu kế hoạch được thực hiện đầy đủ, có thể khiến Nga không thể đe dọa Ukraine hay bất cứ quốc gia châu Âu nào khác trong tương lai. Và ông tin xung đột với Nga vẫn có khả năng chấm dứt trước cuối năm sau, mặc dù Ukraine trong tuần này đã hủy kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình vào tháng 11. Đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ Vasily Bodna cho biết Kiev vẫn muốn tổ chức hội nghị hòa bình lần thứ hai vào cuối năm nay và một trong những mục tiêu quan trọng nhất là đạt được nền hòa bình công bằng ở Ukraine. Vào tháng 7 năm 2023, tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Latvia, Tổng thống Ukraine Zelensky bày tỏ sự không hài lòng trước việc các nước không có ý định đưa ra quyết định cụ thể về thời điểm mời Kiev gia nhập NATO. Truyền thông phương Tây đưa tin các quan chức Mỹ và các nhà lãnh đạo NATO khác đã tỏ ra tức giận trước những phát biểu của Tổng thống Zelensky. Kiev đã nhiều lần bày tỏ mong muốn trở thành thành viên đầy đủ của liên minh càng sớm càng tốt. Tháng 9 năm 2022, Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập NATO cấp tốc. Các tiêu chuẩn của NATO đang được áp dụng trong lực lượng vũ trang nước này và các sĩ quan đang có kế hoạch yêu cầu phải nói thông thạo tiếng Anh. Đồng thời, NATO nhiều lần nhấn mạnh việc Ukraine gia nhập liên minh là không thể trong khi nước này đang trong tình trạng xung đột. Tờ Financial Times đưa tin phương Tây có thể ngầm đồng ý để Moscow kiểm soát một số vùng lãnh thổ trước đây của Ukraine. Phản ứng trước các thông tin, các nước phương Tây đang cân nhắc ủng hộ một giải pháp, trong đó Nga vẫn giữ quyền kiểm soát một số khu vực trước đây là một phần của Ukraine. Trong một bài phát biểu qua video ngày 5 tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh Kiev không có kế hoạch nhượng lại bất kỳ vùng lãnh thổ nào để đạt được hòa bình trong cuộc xung đột với Nga. Nhà lãnh đạo tuyên bố các quan chức Ukraine sẽ thảo luận về một kế hoạch chiến thắng của nước này với các nước phương Tây vào tuần tới. Tuyên bố những cuộc thảo luận này sẽ giúp củng cố năng lực đất nước, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự. Hiện Kiev vẫn chưa công bố lộ trình kế hoạch như đã hứa hẹn trước đó. Tuy nhiên, nhiều phương tiện truyền thông khẳng định kế hoạch này bao gồm các đảm bảo an ninh giống như các thành viên NATO dành cho Ukraine. Kiev tiếp tục xâm nhập vào khu vực Kursk của Nga để làm quân bài mặc cả về lãnh thổ, chuyển giao vũ khí tiên tiến do phương Tây sản xuất và thêm nhiều viện trợ tài chính quốc tế hơn cho Ukraine. Theo hãng tin Bloomberg, tháng trước một kế hoạch chiến thắng đã được Tổng thống Zelensky trình bày tại Mỹ, song được cho là vấp phải sự hoài nghi của các quan chức khi cho rằng nó không phải là một kế hoạch cụ thể, thay vào đó chỉ là danh sách phần lớn thể hiện mong muốn. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết các cuộc thảo luận với phương Tây sẽ giúp họ tiến gần hơn đến việc chấm dứt xung đột theo công thức hòa bình của ông. Ông Zelensky tuyên bố đây là mục tiêu của chúng tôi, đảm bảo hòa bình và an ninh đáng tin cậy cho Ukraine. Điều này chỉ có thể thực hiện dựa trên luật pháp quốc tế và không có bất kỳ sự mặc cả nào về chủ quyền hoặc lãnh thổ. Những phát biểu của ông Zelensky được đưa ra sau khi tờ Financial Times đưa tin các nhà ngoại giao phương Tây và một số quan chức Ukraine đã đi đến thống nhất rằng các đảm bảo an ninh có thể tạo thành cơ sở cho một giải pháp đàm phán khi Nga vẫn giữ quyền kiểm soát trên thực tế, nhưng không phải trên pháp lý, đối với toàn bộ hoặc một phần lãnh thổ Ukraine. Bài viết lưu ý việc chấp thuận thỏa thuận như trên ngầm ám chỉ những vùng đất đó sẽ được lấy lại thông qua các biện pháp ngoại giao trong tương lai. Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin từng tuyên bố Moscow sẵn sàng tuyên bố ngừng bắn ngay lập tức và bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình ngay khi Ukraine bắt đầu rút quân khỏi các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye. Tuy nhiên, thì vào tháng 8, ông đã loại trừ bất kỳ khả năng chấm dứt giao tranh nào với Kiev cho đến khi quân đội Ukraine tiếp tục chiếm đóng một số khu vực thuộc Kursk. Trước đó vào ngày 3 tháng 10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Putin sẵn sàng cho mọi cuộc tiếp xúc, kể cả với Tổng thống Mỹ Joe Biden, nhưng hiện tại hai nước chưa trao đổi gì về vấn đề này. Theo hãng thông tấn TASS Nga, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông không loại trừ khả năng sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 hoặc tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC vào tháng 11 tới. Tuy nhiên,
Ông Biden tỏ ra hoài nghi về việc Tổng thống Nga sẽ tham dự sự kiện. Tôi nghi ngờ về việc ông Putin sẽ xuất hiện khi ông Biden trả lời câu hỏi của TASS về việc có sẵn sàng hội đàm với Tổng thống Nga tại các hội nghị thượng đỉnh sắp tới về vấn đề Ukraine và an ninh quốc tế hay không. Ngày 4 tháng 10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hiện Washington và Moscow chưa có cuộc đàm phán nào về một cuộc gặp như vậy. Ông Peskov nói, chưa có cuộc đàm phán nào và cho đến hôm nay, tại thời điểm này chưa có điều kiện kiên quyết nào cho vấn đề này. Tuy nhiên, Tổng thống Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng ông vẫn để ngỏ khả năng cho mọi cuộc tiếp xúc. Nghị thượng đỉnh G20 dự kiến sẽ diễn ra tại Brazil từ ngày 18 đến 19 tháng 11 tới. Trong khi đó, tuần lễ cấp cao APEC sẽ được tổ chức tại Peru từ ngày 9 đến ngày 16 tháng 11. Ông Peskov cho biết việc ông Putin có tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 hay không vẫn còn chưa được quyết định. Còn Brazil, chủ tịch luân phiên G20 năm nay cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G20. Thưa quý vị, một nguồn tin an ninh Liban nói với hãng tin Reuters rằng các cuộc không kích của Israel vào trung tâm Beirut đã nhắm vào ít nhất một quan chức cấp cao của Hezbollah được Iran hậu thuẫn. Ông Wafi Safa, người đứng đầu đơn vị liên lạc và điều phối của Hezbollah, chịu trách nhiệm làm việc với các cơ quan an ninh Liban, đã bị Israel nhắm mục tiêu vào tối ngày 10 tháng 10 nhưng vẫn sống sót. Các cuộc không kích của Israel đã tấn công vào khu dân cư đông đúc, gồm các tòa chung cư và các cửa hàng nhỏ ở trung tâm Beirut. Trước đó, Israel chưa từng tấn công khu vực này, vốn cách xa vùng ngoại ô phía nam Beirut, nơi trụ sở của Hezbollah đã bị Israel ném bom nhiều lần. Israel không đưa ra cảnh báo sơ tán trước các cuộc không kích hôm 10 tháng 10. Đây là cuộc tấn công thảm khốc nhất vào trung tâm Beirut kể từ khi bắt đầu các cuộc giao tranh. Bộ Y tế Liban ghi nhận có 22 người thiệt mạng và 117 người bị thương. Sau khi Israel giết chết một loạt các quan chức cấp cao của Hezbollah trong những tuần gần đây, bao gồm cả thủ lĩnh cấp cao Hassan Nasrallah, ông Wafi Safa là một trong số ít những nhân vật cấp cao còn sống sót khi các cấp lãnh đạo cao cấp của nhóm này đang chật vật tái tổ chức. Nỗ lực giết ông Safa, người có vai trò kết hợp các vấn đề an ninh và chính trị, đánh dấu việc mở rộng mục tiêu của Israel nhắm vào giới quan chức Hezbollah, trước đây vốn đã tập trung vào các chỉ huy quân sự và các nhà lãnh đạo cấp cao của nhóm. Trong khi đó, quân đội Israel cũng đã ban hành cảnh báo sơ tán mới vào đêm ngày 10 tháng 10 đối với các vùng ngoại ô phía nam của Beirut, bao gồm các tòa nhà cụ thể. Trước đó trong ngày, Israel đã cảnh báo người dân Liban không được trở về nhà ở phía nam để tránh bị thương do chiến tranh. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban cho biết hai nhân viên của họ đã bị thương trong một chiếc xe tăng của Israel bắn vào tháp canh hôm 10 tháng 10 tại trụ sở chính của lực lượng này ở Ras al-Nakura, đâm vào tháp và khiến những người gìn giữ hòa bình này ngã xuống. Sự an toàn của hơn 10.400 nhân viên gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban đang ngày càng bị đe dọa và các hoạt động hầu như đã dừng lại kể từ cuối tháng 9. Theo người đứng đầu lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, James Barrier Lacrosse, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc gọi các cuộc tấn công vào lực lượng gìn giữ hòa bình là vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế. Nhà Trắng cho biết Mỹ vô cùng quan ngại trước thông tin lực lượng Israel đã nổ súng vào các vị trí của Liên Hợp Quốc và đang gây sức ép với Israel để cung cấp thông tin chi tiết. Trước đó, ngày 10 tháng 10, các quan chức Ả Rập cho biết Tehran đã gửi cảnh báo tương ứng tới Jordani, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út và Qatar. Chính quyền các nước này được cho là đã thông báo tới Mỹ rằng họ không muốn cung cấp cơ sở hạ tầng quân sự hoặc không phận cho Mỹ và Israel để thực hiện bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại Iran. Nếu vậy, Israel sẽ phải điều máy bay qua Jordani và Iraq hoặc qua Biển Đỏ và xung quanh bán đảo Ả Rập, sử dụng khả năng tiếp nhiên liệu trên không nếu muốn tấn công Iran. Tuần trước, Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Iran tuyên bố, trong trường hợp có sự can thiệp trực tiếp của các nước ủng hộ Israel, bao gồm Mỹ và gây hấn với Iran, các căn cứ và lợi ích của họ ở Trung Đông sẽ đồng thời phải đối mặt với các cuộc tấn công mạnh mẽ. Hôm 10 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã điện đàm để thảo luận về kế hoạch tấn công Iran của Israel. Theo truyền thông Mỹ, khoảng cách đã thu hẹp giữa những gì người Israel muốn làm và những gì người Mỹ sẵn sàng để họ làm. Trong khi đó, Reuters hôm 10 tháng 10 đưa tin các nước vùng vịnh đã yêu cầu Mỹ ngăn chặn Israel nhắm vào các cơ sở dầu mỏ của Iran. Họ cho rằng điều này sẽ làm gián đoạn cuộc bầu cử Mỹ. Theo Reuters, một số nước Ả Rập ở vịnh Ba Tư đã vận động Mỹ hạn chế Israel tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran vì lo ngại Tehran có thể trả đũa bằng cách tấn công hoạt động sản xuất của họ và làm gián đoạn thị trường toàn cầu. Ngoài ra, Reuters dẫn 3 nguồn tin tiết lộ Ả Rập Xê Út, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã nói với Washington rằng họ sẽ không cho phép máy bay của Israel sử dụng không phận của họ để tấn công. Nguồn tin của cả hai bên cho biết, Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman được cho là đã thảo luận về một cuộc tấn công tiềm tàng của Israel với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi hôm 9 tháng 10.
Hai quan chức Iran xác nhận Tehran đã cảnh báo Riyadh không giúp đỡ Tel Aviv, đồng thời lưu ý nước này không thể đảm bảo an toàn cho các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út nếu hỗ trợ Israel. Các nguồn tin vùng vịnh nói với Reuters rằng Ả Rập Xê Út, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rất muốn giảm leo thang căng thẳng. Theo một nguồn tin khác ở vùng vịnh, Mỹ sẽ không cho phép cuộc chiến dầu mỏ mở rộng vì điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cơ hội giành chiến thắng của ứng viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống tháng 11 tới. Nguồn tin nói nếu giá dầu tăng lên 120 đô la Mỹ trên một thùng, điều đó sẽ gây tổn hại cho cả nền kinh tế Mỹ và cơ hội tranh cử của bà Harris. Giá dầu thô Brent hiện ở mức 78,10 đô la Mỹ trên một thùng hôm 9 tháng 10. Nhà Trắng không bình luận về những thông tin trên, nhưng xác nhận Tổng thống Biden và Thủ tướng Netanyahu đã thảo luận qua điện thoại về các cuộc tấn công tiềm tàng của Israel. Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm trực tiếp kéo dài 30 phút với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày 9 tháng 10. Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên của hai nhà lãnh đạo sau gần 2 tháng và là dịp để trao đổi về đòn đáp trả đã lên kế hoạch của Israel đối với cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre mô tả, cuộc điện đàm này là phần mở rộng của các cuộc thảo luận giữa các quan chức Mỹ và Israel về phản ứng của Israel đối với cuộc tấn công của Iran. Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng đòn đáp trả của Israel phải tương xứng. Theo thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Biden cũng lưu ý nhu cầu giải quyết xung đột bằng biện pháp ngoại giao ở Gaza và Liban. Hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ trong những ngày tới, cả trực tiếp và thông qua các nhóm an ninh quốc gia của họ. Nhà Trắng cho biết thêm về tình hình Gaza, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về nhu cầu cấp thiết phải đổi mới biện pháp ngoại giao để giải thoát các con tin bị Hamas bắt giữ. Tổng thống Biden cũng thảo luận về tình hình nhân đạo ở Gaza và sự cấp thiết phải khôi phục quyền tiếp cận phía Bắc, bao gồm cả việc khôi phục lại hành lang từ Jordani ngay lập tức. Theo CNN, ngày 9 tháng 10, một quan chức cấp cao của Hezbollah cho biết, phong trào này ủng hộ các nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Liban, đánh dấu lần đầu tiên nhóm này công khai tán thành lệnh ngừng bắn và không đặt điều kiện phải chấm dứt xung đột ở Gaza. Phó Tổng thư ký Hezbollah Naim Qassem cho biết, chúng tôi ủng hộ các nỗ lực chính trị do Chủ tịch Quốc hội Nabi Berri lãnh đạo nhằm đạt được lệnh ngừng bắn. Khi lệnh ngừng bắn được thiết lập vững chắc và ngoại giao có thể đạt được, mọi chi tiết khác sẽ được thảo luận và các quyết định sẽ được đưa ra trên cơ sở hợp tác. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Liban Abdallah Bouhabib chia sẻ với CNN rằng ông Hassan Nasrallah đã đồng ý ngừng bắn tạm thời theo lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Joe Biden, người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron và các đồng minh khác trong Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng trước. Ngay sau đó, ông Nasrallah đã bị Israel ám sát. Nhưng dù Hezbollah công khai ủng hộ nỗ lực ngừng bắn, tình hình vẫn rất khó đoán định. Trong bài phát biểu của mình, ông Qassem khẳng định rằng phong trào này sẵn sàng tiếp tục chiến đấu nếu Israel không chấm dứt các cuộc tấn công. Ngày 9 tháng 10, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc OCHA cho biết, trong những ngày gần đây, nhà chức trách Israel đã lại một lần ra lệnh cho hơn 400.000 người, vốn còn ở lại khu vực phía Bắc của Wadi Gaza thuộc giải Gaza, phải chuyển xuống phía Nam. Trong khi đó, phía Israel cũng đang thắt chặt việc hạn chế tiếp cận và mở rộng chiến dịch quân sự ở phía Bắc cùng vùng lãnh thổ của Palestine. OCHA nhấn mạnh rằng cơ quan này tiếp tục quan ngại sâu sắc về tình hình ở các khu vực phía Bắc của Gaza. Theo OCHA, các cửa khẩu để đi vào khu vực phía Bắc Gaza phần lớn đã đóng cửa đối với hoạt động nhân đạo cũng như giao thương khi các trạm kiểm soát ở bên trong Gaza thì chỉ cho phép dân thường di chuyển xuống phía Nam và cho phép một số lượng nhỏ giọt viện trợ nhân đạo vào khu vực phía Bắc. OCHA cảnh báo rằng những diễn biến này đang khiến cho những dịch vụ thiết yếu cơ bản của người dân nơi đây lần lượt phải ngừng hoạt động. Theo Cơ quan Cứu trợ và Việc làm Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine UNRWA, 7 trường học trong khu vực được dùng làm nơi tạm trú cho những người đến lánh nạn cũng đang phải di rời và hiện chỉ còn 2 trong số 8 giếng nước ở trại tị nạn Jabalia còn hoạt động. Người dân ở phía Bắc Gaza đang đối mặt với tình trạng thiếu đói vô cùng nghiêm trọng. Phát biểu trong buổi họp báo tại Ankara hôm 9 tháng 10, đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ Vasin Bodna cho biết Ukraine đặt mục tiêu sẽ tổ chức một hội nghị hòa bình mới vào cuối năm nay với sự có mặt của Nga, song loại trừ việc tiến hành đàm phán song phương trực tiếp với Moscow. Đại sứ Bodna nhấn mạnh một trong những mục tiêu quan trọng nhất của hội nghị này là đạt được một nền hòa bình công bằng ở Ukraine. Ông Bodna bày tỏ hy vọng hội nghị sẽ diễn ra vào cuối năm và cộng đồng quốc tế sẽ cùng với Ukraine lập ra một danh sách các bước có thể thực hiện để đạt được nền hòa bình đó trước khi đưa ra đề nghị với phía Nga. Cũng theo đại sứ Bodna, việc trao đổi với Nga sẽ không được tiến hành trực tiếp mà thông qua các bên thứ ba.
Một trong những bên quan trọng có thể đảm nhận vai trò trung gian này là Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có quan hệ tốt với cả Ukraine và Nga. Trong ngày 9 tháng 10, Bộ trưởng Năng lượng Israel thông báo quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát một ngôi làng ở miền nam Liban. Bộ trưởng Năng lượng Israel Eli Cohen cho biết, lực lượng phòng vệ Israel đã giành quyền kiểm soát làng Maroun Andras ở miền nam Liban. Ông Cohen tuyên bố các thành viên can đảm của lực lượng phòng vệ Israel đã kiểm soát làng Maroun Andras, phá hủy những cơ sở được Hezbollah dùng để phóng tên lửa chống lại người dân Israel. Quân đội Israel sẽ truy quét mọi địa điểm mà đối thủ dùng để đe dọa người dân của chúng ta. Những hình ảnh được truyền thông Israel công bố sau đó cho thấy các thành viên lực lượng phòng vệ Israel đã cắm cờ Israel tại một công viên ở phía nam Maroun Andras. Trong một diễn biến đáng chú ý, lực lượng Hezbollah tại Liban vừa cho biết các thành viên của lực lượng này đã ngăn chặn hai động thái của quân đội Israel nhắm vào miền nam Liban trong bối cảnh Israel tăng cường tấn công trên bộ nhằm vào khu vực này. Tuyên bố của Hezbollah nêu rõ các thành viên Hezbollah đã kích nổ một thiết bị nổ nhắm vào các lực lượng Israel và giao tranh với các lực lượng tìm cách vào thị trấn biên giới Blida ở đông nam Liban. Một tuyên bố khác nêu rõ các thành viên của Hezbollah đã nhắm mục tiêu vào binh lính Israel bằng pháo kích và súng phóng lựu khi lực lượng này tìm cách tiến về khu vực biên giới Labone vào sáng sớm ngày 9 tháng 10. Khu vực này là nơi có lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đang đóng quân. Hezbollah cho biết họ đã ngăn chặn một số động thái tương tự như vậy kể từ khi quân đội Israel tiến hành các hoạt động quân sự trên bộ tại Liban vào ngày 30 tháng 9 vừa qua. Bộ Quốc phòng Iran mới đây dẫn lời Thiếu tướng Ebrahim Jabari, cố vấn của chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, tuyên bố các máy bay chiến đấu F-35 của Israel đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công tên lửa gần đây. Tướng Jabari cho hay, trong chiến dịch này, tên lửa của Iran đã tấn công các cơ sở quân sự quan trọng và nhà chứa máy bay chiến đấu F-35 của Israel, phá hủy một số lượng lớn các máy bay chiến đấu này. Đây chỉ là một phần nhỏ trong năng lực phòng thủ của lực lượng vũ trang Iran. Mỹ và Israel đã sử dụng tất cả các loại vũ khí mới nhất của họ để đối đầu với Iran trong chiến dịch True Promise 2. Nhưng, xét về mặt quân sự và tình báo, họ đã mất cảnh giác trước sự bất ngờ của chiến dịch. Iran gọi cuộc tấn công bằng tên lửa gần đây vào Israel là chiến dịch True Promise 2, một phần mở rộng của chiến dịch True Promise 1, một cuộc tấn công của Iran và Israel hồi tháng 4 để đáp trả vụ Israel pháo kích vào lãnh sự quán của Iran tại Damascus, Syria. Trước đó, hãng thông tấn Safa NA của Iran đưa tin hơn 20 máy bay F-35 của không quân Israel đã bị bắn trúng của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào Israel. Hôm 9 tháng 10, một quan chức cấp cao của Iran cho biết Tehran đã thông báo với các quốc gia vùng vịnh bằng việc cho phép sử dụng không phận hoặc các căn cứ quân sự chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ là điều không thể chấp nhận, đồng thời cảnh báo mọi động thái như vậy sẽ đối mặt với phản ứng mạnh mẽ từ Iran. Quan chức trên khẳng định, nước này đã nêu rõ mọi hành động của một nước vùng vịnh chống lại Iran, dù là cho phép sử dụng không phận hoặc căn cứ quân sự, sẽ bị Tehran xem là hành động của toàn bộ nhóm nước và Iran sẽ đáp trả tương xứng. Cũng theo vị quan chức, thông điệp của Iran nhấn mạnh sự cần thiết của việc đoàn kết và tầm quan trọng của việc đảm bảo sự ổn định trong khu vực. Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh gia tăng quan ngại về khả năng Israel có hành động đáp trả sau cuộc tấn công tên lửa của Iran hồi tuần trước. Cơn bão Minton đổ bộ vào bang Florida, Mỹ sáng ngày 10 tháng 10 với sức gió dữ dội và lượng mưa lớn đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Đài CNN đưa tin, theo bản cập nhật của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ NHC, đến 0 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 10 theo giờ Mỹ, cường độ bão đã giảm xuống cấp 1 theo thang bão Saffir-Simpson với sức gió là 144 km/h. NHC cho biết, tâm bão sẽ di chuyển ra xa bờ biển phía đông Florida trước khi trời sáng. Mưa và gió sẽ dần yếu đi vào buổi sáng. Tuy nhiên, cơ quan này lưu ý rằng bão Minton tiếp tục gây ra lũ lụt nguy hiểm và gió mạnh trên khắp miền trung Florida. Cường độ cơn bão Minton đã giảm từ cấp 3 xuống cấp 1 vài giờ sau khi tâm bão đổ bộ vào Florida lúc 8 giờ 30 phút tối ngày 9 tháng 10 theo giờ Mỹ. Bão Minton mang theo gió mạnh và mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho khu vực. Dù bão hạ cấp nhưng tình trạng khẩn cấp lũ quét vẫn tiếp diễn. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang FEMA đã yêu cầu người dân ở yên khi bão Minton tiếp tục di chuyển qua Florida, đồng thời cảnh báo các tình huống đe dọa đến tính mạng vẫn không thay đổi. Đài NBC News đưa tin về hai người thiệt mạng ở thành phố Fort Pierce, bờ biển phía đông của Florida sau khi lốc xoáy quét qua thành phố này.
cảnh sát trưởng quận Lucy, Florida, ông Kay Pearson không nêu chi tiết về số thương vong do bão Milton gây ra ở Florida, nhưng xác nhận có người tử vong. Ông Pearson nói, chúng tôi sẽ không tiết lộ con số cụ thể, nhưng tôi có thể nói với bạn rằng có nhiều hơn một người đã thiệt mạng. Vị cảnh sát này lưu ý rằng khoảng 200 quan chức và lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người bị mắc kẹt ở Fort Pierce, và đội tìm kiếm và cứu hộ phải đối mặt với sức gió mạnh 80 km/h và mưa lớn trong quá trình cứu hộ. Theo ông Peaker, hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn do lốc xoáy hoành hành trên toàn bộ tiểu bang. Thống đốc bang Florida, ông Ron DeSantis cũng nói rằng bão Milton đã gây ra khoảng 19 cơn lốc xoáy, gây thiệt hại ở nhiều quận và phá hủy khoảng 125 ngôi nhà tại Florida. CNN dẫn thông tin từ trang web Palo Alto rằng, đến 2 giờ sáng ngày 10 tháng 10 theo giờ Mỹ, khoảng 2,8 triệu ngôi nhà và cơ sở kinh doanh ở Florida bị mất điện. Nhiều công trình bị hư hại nghiêm trọng sau khi cơn bão quét qua. Theo tờ The New York Times, cơn bão đã thổi bay mái của sân vận động Tropicana ở thành phố Saint Petersburg, Florida. Cần cầu tại một công trường ở Saint Petersburg bị ngã và đập vào một tòa nhà, nhưng may mắn không có thương vong. Ngoài ra, bão Milton cũng kéo theo lượng mưa kỷ lục đã làm mực nước dâng cao, nhấn chìm nhiều con phố ở Florida. Milton là cơn bão thứ 3 tấn công Florida năm nay, sau bão Francine và Helene. Hiện tượng 3 cơn bão đổ bộ vào Florida cùng năm đến nay chỉ được ghi nhận 5 lần, vào các năm 1871, 1886, 1964, 2004 và 2005. Chuẩn bị khắc phục hậu quả. Ngày 10 tháng 10, các quan chức thành phố Sarasota, bang Florida, cảnh báo tình hình vẫn còn khó khăn và kêu gọi người dân tiếp tục trú ẩn bên trong khi bão Milton tiếp tục di chuyển. Phó thị trưởng Sarasota, bà Jane Ahern Scott, nói với CNN rằng đã có báo cáo về tình trạng lũ lụt trên khắp thành phố, mất điện và cây đổ. Bà Ahern Scott lưu ý rằng sau khi mặt bão đi qua, người dân nên tiếp tục ở trong nhà vì dự kiến vẫn còn gió mạnh và mưa trong nhiều giờ. Ngoài ra, bà nhấn mạnh, mọi người nên thực sự nghiêm túc ứng phó bão. Chúng ta vẫn chưa thoát khỏi tình hình khó khăn. Đồng thời cho biết, khi tình hình an toàn hơn, các đội cứu hộ của thành phố sẽ bắt đầu đánh giá thiệt hại. Thị trưởng thành phố Gulfport, bang Florida, ông Sam Henderson cũng cho biết, thành phố này đã hứng chịu sức gió và lượng mưa khủng khiếp. Ông Henderson chia sẻ, đây chắc chắn là những đợt gió mạnh nhất mà tôi từng thấy kể từ khi đến Florida. Chúng tôi đã vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất, gió đang yếu dần, nhưng vẫn còn những cơn gió giật mạnh. Chúng tôi đang bắt đầu thấy ánh sáng cuối đường hầm. Trước đó, Thống đốc DeSantis cho biết Florida đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với bão Milton và khắc phục thiệt hại sau khi cơn bão đi qua. Cụ thể, theo ông DeSantis, hàng trăm nhân viên tìm kiếm và cứu hộ cùng 180 xe đội nước đã được triển khai tại các địa điểm. Hơn 6.000 thành viên Vệ binh Quốc gia Florida và 3.000 người từ các tiểu bang khác đã sẵn sàng. 50.000 thợ điện cũng sẵn sàng làm việc để khôi phục nguồn điện sau cơn bão. Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Joe Biden đã trao đổi với ông DeSantis, thị trưởng thành phố Tampa, bà Jean Carter và các quan chức địa phương khác trong suốt thời gian bão đổ bộ. Ông Biden ngày 9 tháng 10 cam kết chính quyền của ông sẽ hỗ trợ cho đến khi nào công tác cứu hộ, phục hồi và tái thiết được hoàn tất. Thưa quý vị, theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, bão Milton đổ bộ gần Siesta Key, Florida với cường độ bão cấp 3, sức gió 193 km/h. Cơn bão này dự kiến gây ra tình trạng dâng nước biển đe dọa tính mạng người dân Mỹ, mưa lớn và gió phá hủy ở cả những nơi gần và xa tâm bão đổ bộ. Milton cũng sẽ duy trì cường độ bão khi di chuyển qua miền Trung Florida cho đến sáng ngày 10 tháng 10 giờ địa phương. Milton là cơn bão thứ 5 đổ bộ vào Mỹ trong năm nay, bên cạnh bão cấp 1 Barry, bão cấp 1 Debbie, bão cấp 2 Francis và bão cấp 4 Helene. Năm nay có nhiều cơn bão đổ bộ vào Mỹ hơn so với tổng số cơn bão từ năm 2021 đến năm 2023 cộng lại. Trường gió của bão Milton đã tăng gấp đôi về quy mô, nghĩa là tác động thảm khốc của nó đang lan ra trên một khu vực rộng lớn hơn nhiều. Sức gió của cơn bão nhiệt đới này cũng dự kiến sẽ bao phủ toàn bộ chiều rộng của bán đảo Florida và kéo dài từ Miami đến Savannah. Khi cơn bão Milton sắp đổ bộ, Thống đốc Florida Ron DeSantis đã cảnh báo người dân rằng đã đến lúc trú ẩn tại chỗ. Ông DeSantis cho biết, khi cơn bão Milton đổ bộ gần hạt Sarasota, bây giờ là lúc trú ẩn tại chỗ. Những người làm công tác cứu hộ đã bố trí và sẵn sàng lên đường ngay khi điều kiện thời tiết cho phép.
Các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ sẽ được thực hiện liên tục để giải cứu người dân trước bình minh và sẽ tiếp tục cho đến khi hết thời gian. Những cơn gió mạnh của Milton đang gây thiệt hại cho hàng trăm nghìn người dân Florida. Theo PowerOutage.us, hơn 600.000 ngôi nhà và doanh nghiệp trong tiểu bang không có điện. Tình trạng mất điện sẽ tiếp tục gia tăng khi Milton di chuyển khắp tiểu bang trong đêm. Video từ những người theo dõi bão tại WS Chasings ở Florida cho thấy những tia chớp màu xanh có vẻ như là máy biến áp đang phát nổ, một dấu hiệu cho thấy tình trạng mất điện sắp xảy ra ở một số nơi. Lũ lụt lớn hiện đang xảy ra ở Naples khi bão Milton khiến mực nước dâng lên hơn 1,1 mét so với bình thường. Chỉ 2 tuần trước, trong cơn bão Helene, mực nước dâng do bão trong khu vực đạt đỉnh 1,2 mét, mặc dù cơn bão đã đổ bộ cách Naples gần 483 km về phía bắc, theo NOAA. Thống đốc Ron DeSantis cho biết, ít nhất 19 cơn lốc xoáy đã được xác nhận ở Florida và 116 cảnh báo lốc xoáy đã được ban hành trên toàn tiểu bang. Thưa quý vị, siêu bão cấp 5 Milton sắp đổ bộ vào Florida, Mỹ, được dự báo sẽ có sức gió 270 km/h, khiến giới chức bang đề nghị 1 triệu người di tản. Bão Milton tiến về bờ biển Florida với sức mạnh của một cơn bão cấp 5 vào ngày 8 tháng 10, gây ra tình trạng tắc đường nghiêm trọng và thiếu nhiên liệu khi các quan chức yêu cầu hơn 1 triệu người phải sơ tán trước khi nó đổ bộ vào khu vực vịnh Tampa. Milton là một trong những cơn bão dữ dội nhất từng được ghi nhận ở Đại Tây Dương, được dự báo sẽ đổ bộ vào cuối ngày 9 tháng 10 hoặc sáng ngày 10 tháng 10 giờ Mỹ, đe dọa một phần bờ biển phía Tây của Florida vẫn đang phải vật lộn khắc phục hậu quả của bão Helene cách đây chưa đầy 2 tuần. Đây là lần đầu tiên vịnh Tampa bị bão đổ bộ kể từ năm 1921, thời điểm mà khu vực này còn hẻo lánh. Ngày nay, đây là nơi sinh sống của hơn 3 triệu người. Thị trưởng Tampa Jen Caster đã cảnh báo những người không muốn di tản, nhấn mạnh Helene là lời cảnh tỉnh. Nếu bạn chọn ở lại một trong những khu vực cần phải sơ tán, bạn có thể sẽ mất mạng. Tại Tampa, một gia đình sinh sống ở đây cho biết họ đang mang vật nuôi, các tài liệu quan trọng và tiền mặt trước khi đến nhà một người họ hàng xa hơn trong đất liền. Họ bỏ lại mọi thứ phía sau, chỉ cố gắng đến nơi an toàn. Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cho biết, Milton có sức gió mạnh nhất liên tục lên tới 270 km/h, đưa cơn bão này lên mức cao nhất trong thang bão Saffir-Simpson gồm 5 bậc. Trung tâm bão cho biết lực gió của Milton dự kiến sẽ gia tăng khi tiến gần đến Florida. Trên thực tế, dự báo chính thức cho thấy sức gió của cơn bão sẽ tăng gấp đôi vào thời điểm nó đổ bộ vào đất liền. Mặt khác, bão cũng mang tới gió lớn và lượng mưa có thể gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất cho các khu vực trong đất liền. Ryan Sweet, chuyên gia kinh tế tại Oxford Economics, ước tính khoảng 2,8% tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ nằm trên đường đi trực tiếp của Milton. Các hãng hàng không, các công ty năng lượng và một công viên giải trí nằm trong số các công ty bắt đầu dừng hoạt động tại Florida. Isaac Longley, nhà khí tượng học của công ty dự báo thương mại Acute Weather cho biết cơn bão Helene đã khiến khu vực vịnh Tampa dễ bị tổn thương hơn trước khi bão Milton đổ bộ. Thống đốc Florida Ron DeSantis cho biết 5.000 thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia đã được triển khai cùng với 3.000 người khác sẵn sàng ứng phó hậu quả của cơn bão. Tổng thống Joe Biden, người đã hoãn chuyến công du nước ngoài để giám sát công tác ứng phó bão, đã kêu gọi những người nhận được yêu cầu sơ tán phải rời đi ngay lập tức, nói rằng đây là vấn đề sống còn. Ông DeSantis cho biết, hàng dài người đã bắt đầu xếp hàng để đổ nhiên liệu các cây xăng. Một số điểm đã đối mặt với tình trạng hết nhiên liệu và cảnh sát bang đã hộ tống cho các xe tải chở nhiên liệu đến các trạm xăng. Theo công ty theo dõi thị trường GasBuddy, khoảng 17% trong số 8.000 trạm xăng ở Florida đã hết nhiên liệu trong ngày hôm qua. Tới ngày 8 tháng 10, các dòng xe un rời đi đã làm tắc nghẽn các con đường dẫn ra khỏi Tampa. Milton được dự báo sẽ là cơn bão cực kỳ nguy hiểm sau khi đổ bộ vào Florida, có thể gây ra thiệt hại thảm khốc và mất điện kéo dài nhiều ngày. Thưa quý vị, trực thăng của lực lượng tuần duyên Mỹ đã giải cứu được người đàn ông cố gắng bám trụ vào một chiếc thùng trôi nổi ở vị trí cách bờ biển Florida 48 km sau bão Milton. Tờ Guardian của Anh cho biết, người đàn ông này đã ở trên một tàu cá ngoài khơi bờ biển Madeira, Florida ngày 9 tháng 10, chỉ vài giờ trước khi bão Milton đổ bộ. Người này đã liên lạc được với trạm cấp cứu ven bờ biển San Petersburg, nhưng sau đó mất tín hiệu từ 6 giờ 45 phút tối cùng ngày. Đến ngày 10 tháng 10, lực lượng tìm kiếm phát hiện được người đàn ông này đang lênh đênh trên biển ở vị trí cách bờ 48 km. Video do lực lượng tuần duyên Mỹ công bố cho thấy cảnh người đàn ông đang bám vào một chiếc thùng trên biển.
Các thợ lặn của lực lượng tuần duyên Mỹ đã tiếp cận và đưa anh lên trực thăng. Sau đó, anh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tampa để điều trị. Lực lượng tuần duyên Mỹ cho biết, người đàn ông này đã sống sót qua siêu bão Milton với sức gió 121 đến 145 km trên một giờ và tạo sóng dâng cao tới 7,6 mét. Ngày 10 tháng 10, các đội tìm kiếm tiếp tục giải cứu người dân Florida mắc kẹt khỏi các đống đổ nát trong bão Milton. Siêu bão này gây ra lốc xoáy dữ dội và càn quét khu vực cộng đồng ven biển, xé toạc nhiều căn nhà. Thống đốc Florida Ron DeSantis chiều ngày 10 tháng 10 cho biết có 340 người và 49 vật nuôi đã được giải cứu. Ngày 10 tháng 10, nhà chức trách bang Florida thông báo ít nhất 10 người đã thiệt mạng sau khi bão Milton tàn phá bang này và gây lũ lụt tại các vùng đất thuộc khu vực Tampa Bay. Cơn bão này đã càn quét Florida vào cuối ngày 10 tháng 10 trước khi tiến vào Đại Tây Dương. Trên đường đi của bão, hàng loạt cây cối và cột điện bị quật đổ, khoảng 3 triệu ngôi nhà và cơ sở kinh doanh mất điện. Trước đó, Milton đổ bộ bờ biển phía Tây, bang Florida với cường độ bão cấp 3, tàn phá các cộng đồng đang chật vật, khắc phục thiệt hại do cơn bão Helene mới đổ bộ cách đây 2 tuần. Cơn bão Milton đổ bộ vào bang Florida, Mỹ sáng ngày 10 tháng 10 với sức gió dữ dội và lượng mưa lớn đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Đài CNN đưa tin, theo bản cập nhật của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ NHC, đến 0 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 10 theo giờ Mỹ, cường độ bão đã giảm xuống cấp 1 theo thang bão Saffir-Simpson với sức gió là 144 km một giờ. NHC cho biết, tâm bão sẽ di chuyển ra xa bờ biển phía đông Florida trước khi trời sáng. Mưa và gió sẽ dần yếu đi vào buổi sáng. Tuy nhiên, cơ quan này lưu ý rằng bão Milton tiếp tục gây ra lũ lụt nguy hiểm và gió mạnh trên khắp miền trung Florida. Cường độ cơn bão Milton đã giảm từ cấp 3 xuống cấp 1 vài giờ sau khi tâm bão đổ bộ vào Florida lúc 8 giờ 30 phút tối ngày 9 tháng 10 theo giờ Mỹ. Bão Milton mang theo gió mạnh và mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho khu vực. Dù bão hạ cấp nhưng tình trạng khẩn cấp lũ quét vẫn tiếp diễn. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang FEMA đã yêu cầu người dân ở yên khi bão Milton tiếp tục di chuyển qua Florida, đồng thời cảnh báo các tình huống đe dọa đến tính mạng vẫn không thay đổi. Đài NBC News đưa tin về hai người thiệt mạng ở thành phố Fort Pierce, bờ biển phía đông của Florida sau khi lốc xoáy quét qua thành phố này. Cảnh sát trưởng quận Lucy, Florida, ông Kay Pearson không nêu chi tiết về số thương vong do bão Milton gây ra ở Florida, nhưng xác nhận có người tử vong. Ông Pearson nói, chúng tôi sẽ không tiết lộ con số cụ thể, nhưng tôi có thể nói với bạn rằng có nhiều hơn một người đã thiệt mạng. Vị cảnh sát này lưu ý rằng khoảng 200 quan chức và lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người bị mắc kẹt ở Fort Pierce và đội tìm kiếm và cứu hộ phải đối mặt với sức gió mạnh 80 km một giờ và mưa lớn trong quá trình cứu hộ. Theo ông Picker, hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn do lốc xoáy hoành hành trên toàn bộ tiểu bang. Thống đốc bang Florida, ông Ron DeSantis cũng nói rằng bão Milton đã gây ra khoảng 19 cơn lốc xoáy, gây thiệt hại ở nhiều quận và phá hủy khoảng 125 ngôi nhà tại Florida. CNN dẫn thông tin từ trang web Palo Alto rằng đến 2 giờ sáng ngày 10 tháng 10 theo giờ Mỹ, khoảng 2,8 triệu ngôi nhà và cơ sở kinh doanh ở Florida bị mất điện. Nhiều công trình bị hư hại nghiêm trọng sau khi cơn bão quét qua. Theo tờ The New York Times, cơn bão đã thổi bay mái của sân vận động Tropicana ở thành phố San Petersburg, Florida. Cần cầu tại một công trường ở San Petersburg bị ngã và đập vào một tòa nhà nhưng may mắn không có thương vong. Ngoài ra, bão Milton cũng kéo theo lượng mưa kỷ lục đã làm mực nước dâng cao, nhấn chìm nhiều con phố ở Florida. Milton là cơn bão thứ 3 tấn công Florida năm nay, sau bão Francine và Helene. Hiện tượng 3 cơn bão đổ bộ vào Florida cùng năm đến nay chỉ được ghi nhận 5 lần, vào các năm 1871, 1886, 1964, 2004 và 2005. Chuẩn bị khắc phục hậu quả. Ngày 10 tháng 10, các quan chức thành phố Sarasota, bang Florida, cảnh báo tình hình vẫn còn khó khăn và kêu gọi người dân tiếp tục trú ẩn bên trong khi bão Milton tiếp tục di chuyển. Phó thị trưởng Sarasota, bà Jane Ahern Scott, nói với CNN rằng đã có báo cáo về tình trạng lũ lụt trên khắp thành phố, mất điện và cây đổ. Bà Ahern Scott lưu ý rằng, sau khi mất bão đi qua, người dân nên tiếp tục ở trong nhà, vì dự kiến vẫn còn gió mạnh và mưa trong nhiều giờ. Ngoài ra, bà nhấn mạnh, mọi người nên thực sự nghiêm túc ứng phó bão. Chúng ta vẫn chưa thoát khỏi tình hình khó khăn. Đồng thời cho biết, khi tình hình an toàn hơn, các đội cứu hộ của thành phố sẽ bắt đầu đánh giá thiệt hại. Thị trưởng thành phố Gulfport, bang Florida,
ông Sam Henderson cũng cho biết thành phố này đã hứng chịu sức gió và lượng mưa khủng khiếp. Ông Henderson chia sẻ, đây chắc chắn là những đợt gió mạnh nhất mà tôi từng thấy kể từ khi đến Florida. Chúng tôi đã vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất, gió đang yếu dần, nhưng vẫn còn những cơn gió giật mạnh. Chúng tôi đang bắt đầu thấy ánh sáng cuối đường hầm. Trước đó, Thống đốc DeSantis cho biết Florida đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với bão Milton và khắc phục thiệt hại sau khi cơn bão đi qua. Cụ thể, theo ông DeSantis, hàng trăm nhân viên tìm kiếm và cứu hộ cùng 180 xe đội nước đã được triển khai tại các địa điểm. Hơn 6.000 thành viên vệ binh quốc gia Florida và 3.000 người từ các tiểu bang khác đã sẵn sàng. 50.000 thợ điện cũng sẵn sàng làm việc để khôi phục nguồn điện sau cơn bão. Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Joe Biden đã trao đổi với ông DeSantis, thị trưởng thành phố Tampa, bà Jane Carter và các quan chức địa phương khác trong suốt thời gian bão đổ bộ. Ông Biden ngày 9 tháng 10 cam kết chính quyền của ông sẽ hỗ trợ cho đến khi nào công tác cứu hộ, phục hồi và tái thiết được hoàn tất. Thưa quý vị, theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, bão Milton đổ bộ gần Siesta Key, Florida với cường độ bão cấp 3, sức gió 193 km/h. Cơn bão này dự kiến gây ra tình trạng dâng nước biển đe dọa tính mạng người dân Mỹ, mưa lớn và gió phá hủy ở cả những nơi gần và xa tâm bão đổ bộ. Milton cũng sẽ duy trì cường độ bão khi di chuyển qua miền trung Florida cho đến sáng ngày 10 tháng 10 giờ địa phương. Milton là cơn bão thứ 5 đổ bộ vào Mỹ trong năm nay, bên cạnh bão cấp 1 Barry, bão cấp 1 Debbie, bão cấp 2 Francis và bão cấp 4 Helene. Năm nay có nhiều cơn bão đổ bộ vào Mỹ hơn so với tổng số cơn bão từ năm 2021 đến năm 2023 cộng lại. Trường gió của bão Milton đã tăng gấp đôi về quy mô, nghĩa là tác động thảm khốc của nó đang lan ra trên một khu vực rộng lớn hơn nhiều. Sức gió của cơn bão nhiệt đới này cũng dự kiến sẽ bao phủ toàn bộ chiều rộng của bán đảo Florida và kéo dài từ Miami đến Savannah. Khi cơn bão Milton sắp đổ bộ, Thống đốc Florida Ron DeSantis đã cảnh báo người dân rằng đã đến lúc trú ẩn tại chỗ. Ông DeSantis cho biết khi cơn bão Milton đổ bộ gần hạt Sarasota, bây giờ là lúc trú ẩn tại chỗ. Những người làm công tác cứu hộ đã bố trí và sẵn sàng lên đường ngay khi điều kiện thời tiết cho phép. Các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ sẽ được thực hiện liên tục để giải cứu người dân trước bình minh và sẽ tiếp tục cho đến khi hết thời gian. Những cơn gió mạnh của Milton đang gây thiệt hại cho hàng trăm nghìn người dân Florida. Theo PowerOutage.us, hơn 600.000 ngôi nhà và doanh nghiệp trong tiểu bang không có điện. Tình trạng mất điện sẽ tiếp tục gia tăng khi Milton di chuyển khắp tiểu bang trong đêm. Video từ những người theo dõi bão tại WS Chasing ở Florida cho thấy những tia chớp màu xanh có vẻ như là máy biến áp đang phát nổ, một dấu hiệu cho thấy tình trạng mất điện sắp xảy ra ở một số nơi. Lũ lụt lớn hiện đang xảy ra ở Naples khi bão Milton khiến mực nước dâng lên hơn 1,1 mét so với bình thường. Chỉ 2 tuần trước, trong cơn bão Helene, mực nước dâng do bão trong khu vực đạt đỉnh 1,2 mét, mặc dù cơn bão đã đổ bộ cách Naples gần 483 km về phía bắc, theo NOAA. Thống đốc Ron DeSantis cho biết, ít nhất 19 cơn lốc xoáy đã được xác nhận ở Florida và 116 cảnh báo lốc xoáy đã được ban hành trên toàn tiểu bang. Thưa quý vị, siêu bão cấp 5 Milton sắp đổ bộ vào Florida, Mỹ, được dự báo sẽ có sức gió 270 km/h, khiến giới chức bang đề nghị 1 triệu người di tản. Bão Milton tiến về bờ biển Florida với sức mạnh của một cơn bão cấp 5 vào ngày 8 tháng 10, gây ra tình trạng tắc đường nghiêm trọng và thiếu nhiên liệu khi các quan chức yêu cầu hơn 1 triệu người phải sơ tán trước khi nó đổ bộ vào khu vực vịnh Tampa. Milton là một trong những cơn bão dữ dội nhất từng được ghi nhận ở Đại Tây Dương, được dự báo sẽ đổ bộ vào cuối ngày 9 tháng 10 hoặc sáng ngày 10 tháng 10 giờ Mỹ, đe dọa một phần bờ biển phía Tây của Florida vẫn đang phải vật lộn khắc phục hậu quả của bão Helene cách đây chưa đầy 2 tuần. Đây là lần đầu tiên vịnh Tampa bị bão đổ bộ kể từ năm 1921, thời điểm mà khu vực này còn hẻo lánh. Ngày nay, đây là nơi sinh sống của hơn 3 triệu người. Thị trưởng Tampa Jane Carter đã cảnh báo những người không muốn di tản, nhấn mạnh Helene là lời cảnh tỉnh. Nếu bạn chọn ở lại một trong những khu vực cần phải sơ tán, bạn có thể sẽ mất mạng. Tại Tampa, một gia đình sinh sống ở đây cho biết họ đang mang vật nuôi, các tài liệu quan trọng và tiền mặt trước khi đến nhà một người họ hàng xa hơn trong đất liền. Họ bỏ lại mọi thứ phía sau, chỉ cố gắng đến nơi an toàn. Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cho biết,
Milton có sức gió mạnh nhất liên tục lên tới 270 km/h, đưa cơn bão này lên mức cao nhất trong thang bão Saffir-Simpson gồm 5 bậc. Trung tâm bão cho biết lực gió của Milton dự kiến sẽ gia tăng khi tiến gần đến Florida. Trên thực tế, dự báo chính thức cho thấy sức gió của cơn bão sẽ tăng gấp đôi vào thời điểm nó đổ bộ vào đất liền. Mặt khác, bão cũng mang tới gió lớn và lượng mưa có thể gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất cho các khu vực trong đất liền. Ryan Sweet, chuyên gia kinh tế tại Oxford Economics, ước tính khoảng 2,8% tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ nằm trên đường đi trực tiếp của Milton. Các hãng hàng không, các công ty năng lượng và một công viên giải trí nằm trong số các công ty bắt đầu dừng hoạt động tại Florida. Isaac Longley, nhà khí tượng học của công ty dự báo thương mại Acute Weather cho biết cơn bão Helene đã khiến khu vực vịnh Tampa dễ bị tổn thương hơn trước khi bão Milton đổ bộ. Thống đốc Florida Ron DeSantis cho biết 5.000 thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia đã được triển khai cùng với 3.000 người khác sẵn sàng ứng phó hậu quả của cơn bão. Tổng thống Joe Biden, người đã hoãn chuyến công du nước ngoài để giám sát công tác ứng phó bão, đã kêu gọi những người nhận được yêu cầu sơ tán phải rời đi ngay lập tức, nói rằng đây là vấn đề sống còn. Ông DeSantis cho biết, hàng dài người đã bắt đầu xếp hàng để đổ nhiên liệu các cây xăng. Một số điểm đã đối mặt với tình trạng hết nhiên liệu và cảnh sát bang đã hộ tống cho các xe tải chở nhiên liệu đến các trạm xăng. Theo công ty theo dõi thị trường GasBuddy, khoảng 17% trong số 8.000 trạm xăng ở Florida đã hết nhiên liệu trong ngày hôm qua. Tới ngày 8 tháng 10, các dòng xe un rời đi đã làm tắc nghẽn các con đường dẫn ra khỏi Tampa. Milton được dự báo sẽ là cơn bão cực kỳ nguy hiểm sau khi đổ bộ vào Florida, có thể gây ra thiệt hại thảm khốc và mất điện kéo dài nhiều ngày. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình bản tin và tin tức thời sự hàng ngày. Chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành của quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!